bình luận. Vâng, tiếp tục với trận đấu tiếp theo của game này, Sino nhá hàng cho nó là Gardener, em Linh nhá hàng cho mình đó là gì đây, Doctor rồi, Ca Linh nhá cho là Gardener và Cantori nhá cho là Forward. Liệu có phải là những pha đập vào tường và gốc cây hay không, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, Sino vẫn đang nhá nhưng cho Doctor. Có phải là hai Doctor, một Gardener và một Forward hay chăng, với khả năng là hồi máu nhanh đến từ Doctor, có lẽ là một chiến thuật zombie hay chăng. Đã khóa vào rồi, đến từ cả bốn người, đó là hai Doctor và một Gardener và một Forward. Đó là hai Doctor với khả năng tự hồi máu và tăng tốc độ hồi máu cho mình và đồng đội. Đó sẽ là, có lẽ là chiến thuật zombie. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, em có thể từ từ được không? Vâng, chúng ta đi với trận đó là map. Vâng, đó là map. Vâng. Vâng, đó là map công viên giải trí vàng Hunter, đó chính là photographer. Vâng, đó là skin. Vâng, đó là skin. Đây thực ra không phải là skin hiếm. Skin này không phải là skin hiếm mà nó là skin đắt mà thôi. But first, let me take a selfie. Vâng, đó là một pha chụp ảnh đến từ player Việt Nam. Vâng, ngay lập tức đó là phát hiện cho mình ra đó là hai Doctor đang đi cốt cùng nhau. Ngay lập tức Việt Nam có cho mình đó là 4 điểm, 4 điểm sử dụng skill. Chỉ cần một phát đánh chính xác nữa thôi thì anh có thể sử dụng skill level 2 của mình. Vâng, đó là sự xuất hiện của Sino, có vẻ như đang muốn cái bóng của chính mình. Ngay lập tức bản thân ăn cho mình đó là một hit. Và tôi xin nói rằng là con bài photographer là con bài anti rất mạnh vị trí của Doctor cũng như là mechanic, vì lý do Doctor hồi máu không có tác dụng. Vâng, đó là tự hồi máu đến từ vị trí của Doctor, nhưng mình cũng xin chia buồn với bạn là Sino, bạn ăn thêm hit thì bạn vẫn ngồi thôi, bạn hồi máu mấy lần cũng thế thôi. Ồ, và có đấy, vâng, Doctor Sino thì cũng đã nằm xuống rồi. Đó là gì đến vị trí của Cantori, người cầm cho mình đó là Forward. Vâng, đó là hút thẳng vào vị trí của Việt Nam. Tuy nhiên thì đó là một pha hút mà không có đà, và không có đà thì chắc chắn là không có stun rồi. Tôi không biết rằng là player Cantori chơi con bài Forward này bao nhiêu lần, hay đây là một pha test tướng hay chẳng. Vâng, đó là pha tan chính xác rồi. Vâng, tiếp tục đó là những phát chém vô cùng tức tối đến từ player Việt Nam. Và cuối cùng đó là phát chém chính xác rồi. Đó là cái góc cuối cùng về phạm vi của phát chém. Vâng, tiếng máy đi cốt tích tích rất là to. Có vẻ chiếc máy đó đâu đó có khoảng tầm 60% rồi, với hai người Doctor đi cốt ngay đầu tiên của trận. Việc đầu tiên thì cứ chụp kiểu ảnh kỷ niệm đã, đến từ player Việt Nam. Vâng, đã xuất hiện player Sino rồi, có vẻ đang muốn cứu cái đồng đội của mình. Cái này thì tôi, bởi vì đó là do lỗi hiển thị khi người ta chưa, bên Identify họ chưa fix cái lỗi hiển thị khi mà spectator nhìn có photographer. Tôi không thể nhìn thấy thế giới ảo, hay là cũng nhìn như là có thể thỉnh thoảng sẽ bị lỗi máu. Không có cách nào tôi có thể nhìn được, dù phát chém nó trúng hay là không trúng thì tôi vẫn không nhìn được máu có mất hay không. Và đó là pha cứu rồi. Vâng, đó là một pha 20 giây bất tử, nghe phút forward ăn cho mình nó một hit. 20 giây bất tử vẫn đang đếm ngược. Sử dụng cho mình đó là quả bóng bầu dục, lướt đi rất xa. Tuy nhiên thì tôi vẫn phải nói rằng là có 20 giây bất tử thì cũng thế thôi. Lý do là bởi vì vẫn đang trong thời gian chụp ảnh và không có ai cứu cái bóng ảnh của Forward cả.
Vâng, vẫn đang có vẻ như là tìm thấy. Vâng, nhìn thấy nhau rồi. Phát hiện ra vị trí của Sino rồi, ngay lập tức player Việt Nam ăn cho mình đó là Hit Palette. Tôi không thể ngờ được ăn được Hit Palette đến từ vị trí của Doctor thì nó đúng là rất là ảo diệu khi mà Doctor lật ván không hề nhanh. Trong lúc tôi nói thì một máy đã được hit tốt rồi, chiếc máy đầu tiên đó. Đó là một pha mà quyết định là chờ tham minh đến từ Sino, nhưng đó là một pha tham minh trượt rồi. Không chính xác là bây giờ với trong tay của mình đó là Photographer thì khả năng chém vô cùng nhanh. Vâng, bất ngờ thì hai máy đã được đi cốt được cùng một lúc rồi. But first let me take a selfie. Vâng, đó lại là một pha chụp ảnh đến từ bây giờ Việt Nam. Hình như đó là một pha chụp ảnh khi mà forward có cho mình nửa máu. Vậy thì sau khi hồi máu thì anh sẽ có cho mình đó là mất đi nửa máu, mất đi 0.5 máu. Vậy thì ăn một hit thì anh vẫn nằm đất thôi. Nhưng tạm thời tại thời điểm này thì anh bắt buộc ăn đến 2 hit thì mới có thể tiến được anh. Ai gọi mình? Ok, vô tâm lắm. Ok, Doctor đã 90% ghế rồi. Tôi nghe thấy tiếng teleport rồi. Teleport đi đâu đây? Không kịp rồi. Đó là một pha teleport đến vị trí một cái máy xa ở bên góc bên cửa bên kia. Phát hiện ra đó là Doctor Emily đang đi cốt. Và đó là chém thẳng vào cái bóng của Emily. Đã lên ghế ngồi rồi. Vâng, Emily đứng im. Tôi không hiểu lắm tại sao bạn lại đứng im. Tại sao bạn không chạy xa khỏi cái vị trí đó đi? Và tại sao bạn lại đứng im? Có vẻ như bạn đang muốn cứu cái bóng của chính mình. Nhưng bạn nên nhớ là cái thời gian trong thời gian hết hiệu lực của ảo ảnh thì bạn ngay lập tức bạn phải nằm đất. Không có một cơ hội nào dành cho Emily cả khi mà đã bị phát hiện ra vị trí. Và đúng như tôi nói lúc nãy thì forward sau khi được hồi máu, nhưng đó là một pha chụp ảnh sớm kịp đến từ player Việt Nam. Forward vẫn có cho mình cho là mất 0.5 máu. Và nếu như là ăn phát chém tiếp theo sẽ là nằm đất. Rất khó khăn. Không em ơi, đây là lỗi hiển thị thôi. Mất 0.5 máu mà chắc chắn luôn. Không, bất cứ một trận nào mà có Photographer thì đều bị lỗi hình ảnh. Đấy là lỗi do IDTV họ chưa fix. Và có lẽ rằng là bản cập nhật tiếp theo họ sẽ fix những cái lỗi hình ảnh này chăng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nhưng đó là quạ bay đầy đầu player Kaling rồi. Vâng, ở đây tôi cũng không thể xem được Doctor bao nhiêu phần trăm ghế. Tôi đoán đó là khoảng tầm 30%. Không, còn quá chưa nhỉ? Hình như là sắp quá nơi rồi. 40 rồi. Không, bay mất rồi, tôi xin lỗi. Tôi không biết được là bao nhiêu phần trăm nữa. Có vẻ, có vẻ hình như là... Vâng, tôi rất xin lỗi khi mà tôi không thể nhìn được bao nhiêu phần trăm. Lại là tiếng tele. Vâng, tele đi đâu đây? Vâng, trong lúc tôi nói thì chỉ còn một máy mà thôi. Tuy nhiên là một máy với hai survivor. Trận đấu này chỉ có thể là hòa hoặc thua. Với khả năng chụp ảnh đến từ Photographer thì thời gian đi cốt rất là lâu. 60 giây lại tiếp tục đếm ngược. Vâng, đó là... Không, tôi cũng không chắc làm đó là cái gì nữa. Anh Việt Nam yên tâm đi, tất cả những hành động của anh được ghi lại vào record rồi. Vâng, đó là... Đó là phát hiện ra vị trí của cái bóng ảnh của forward đang đi cốt. Với một forward giảm 30% thời gian, giảm 30% đi cốt thì vô cùng khó khăn. Vâng, đó là có lẽ là không cột layer, không, đó là cột lên rồi. Nhưng
mà không kịp nữa rồi khi mà thời gian 60 giây đếm ngược đã kết thúc. Forward vẫn cách cái ghế đó là một phát chén. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là các server sẽ làm gì đây khi mà còn chỉ còn một máy và chỉ còn hai người mà thôi. Vâng, vô cùng căng thẳng. Tôi đã tưởng trận đấu sẽ là một trận đấu. Vâng, anh làm gì đây? Trước hết thì cứ làm kiểu ảnh kỷ niệm đã, không nói nhiều. Vâng, trò chơi trốn tìm vẫn đang được tiếp diễn khi mà vẫn chưa tìm ra được các survivor. Lúc đó vẫn là thằng Chico Kaling đang lùi hủi đi cốt rồi. Kaling là người duy nhất còn khỏe mạnh. Sẽ như thế nào đây? Vâng, đó là một pha chém không chính xác. Tiếp tục đó là phạt đoán vị trí đến từ đây ở Việt Nam, nhưng Kaling đã nhảy qua cửa sổ phía bên kia tường rồi. Tiếp tục đó là những pha chém liên tục không chính xác. Vâng, đang chém như kiểu rất là ảo diệu. Đi đây, phát hiện ra vị trí của Kantori rồi. Đó là một hit. Thế sao lại chết? Có vẻ như là Gardener, à có lẽ rằng là Gardener trong bóng ảnh đã hit cho mình, đã nhận cho mình đó là một hit. Và sau khi mà thời gian của hiệu lực của 60 giây kết thúc thì đó là 0,5 máu. Và rất đơn giản cho những player Việt Nam chỉ cần phát chém thứ hai. Có lẽ rằng là các server phải đầu hàng thôi khi mà forward cũng đã nằm rồi. Chỉ với một phát chém đúng như tôi nói lúc nãy, đó là forward đã mất cho mình đó là 0,5 máu. Do việc là các server đã không kịp hồi cho anh trước khi một player Việt Nam kịp chụp ảnh. Và GG, 4 mạng trắng dành cho Hunter. Tôi đã tưởng chừng đó là trận đấu với chiến thuật zombie với hai doctor, một forward, nhưng chỉ với một con quân bài photographer, cắt tất cả chiến thuật đó đã trở thành con số 0. Ok, thực ra thì mình cũng muốn nghỉ.